Xin chào các bạn đã đến với kênh Câu Lươn. Đây là cái kết quả của buổi câu lươn ngày hôm nay. Mình đã đi 2 tiếng về. Đấy. Hôm nay là do là cái GoPro của mình không sạc pin, cho nên là mình quên mình không sạc pin, cho nên là khi mà mình bấm quay thì nó lại hết pin mất. Không có cái cảnh mình quay chi tiết được. Đấy, bây giờ mình chỉ có quay điện thoại về cái mấy con lươn mà mình câu được thôi. Câu lươn mùa này nó hơi vất vả, bởi vì là lươn mùa này thì mùa thu nó khô, các cái ao, cái đầm, cái ruộng nó hết mất nước, cho nên là tìm lươn nó cũng hơi khó, phải tìm các cái hồ ao lớn. Nhưng mà cũng rất là may, hôm nay câu được khoảng đây cũng tầm được 3 lạng đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thì thời gian gần đây là mình cũng hơi bận công việc, cho nên là cũng ít có thời gian đi câu, cho nên là cũng ra ít được video. Công việc dạo này nó hơi bận do cái dịch Covid nên là nó cũng hơi khó khăn. Nếu mà các bạn nào mà yêu kênh Câu Lươn, thích những cái thú vui liên quan đến đi câu lươn, câu cá đấy, thì có thể là bấm đăng ký kênh của mình và chia sẻ video đấy. Bạn nào mà có đang sinh sống ở Hà Nội thì có thể là gửi tin nhắn cho mình ở trên kênh để mình có thể là anh em giao lưu một buổi đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.